Review tử linh pháp sư, ta chính là thiên tai chấp 126. Mặt Mina lập tức biến sắc, lâm mặc ngữ cũng nhìn thấy cảnh tượng trên không trung. Một viên hắc hỏa vẫn thạch có đường kính ít nhất trăm mét đang hạ xuống ngay trên đầu họ. Dù hắc hỏa vẫn thạch chưa rơi xuống, nhưng đã mang đến áp lực khủng khiếp. Xung quanh nó, không gian đều bị đốt cháy, biến dạng mèo mó. Mina sợ đến hồn vía lên mây, phát ra một tiếng kêu quái dị, nhanh chóng chạy thoát. Cô ta cảm nhận được mối đe dọa chí mạng, nếu không trốn, chắc chắn sẽ chết dưới hắc hỏa vẫn thạch. Lâm Mặc Ngữ sắc mặt tái mét, chết tiệt, kỹ năng này căn bản không có trong thông tin thám chắc của Loan Điều Viễn Cổ. Lâm Mặc Ngữ biết, nếu bị thiên thạch này đập trúng, anh chắc chắn sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Ngay cả áo giáp hài cốt cũng không thể đỡ nổi, cách duy nhất hiện giờ là trốn thoát. Lâm Mặc Ngữ vội vàng lấy ra truyền tống phù ngẫu nhiên cao cấp, xong ngay lập tức bóp mạnh truyền tống phù, nhưng lại nhận được một cái thông báo chết người, kích hoạt thất bại. Lâm Mặc Ngữ lúc này không buồn thu lại đám chiến binh khô lâu, cậu ta chạy về một hướng. Ngay sau đó, Triệu Hồi ra một con chiến binh khô lâu, ôm chặt chạy cùng với nó. Ít nhất thì khô lâu có tốc độ nhanh hơn Lâm Mặc Ngữ nhiều. Thiên thạch hắc hỏa rơi xuống đất, một đám mây hình nấm khổng lồ xuất hiện, không thể ngăn cản được sóng xung kích xen lẫn hắc hỏa. Lâm Mặc Ngữ bị văng lên giữa không trung, bay xa đến hàng ngàn mét. Ngọn lửa màu đen bao phủ mặt đất, khu vực xung quanh hàng ngàn mét gần như trong nháy mắt hóa thành tro. Lâm Mặc Ngữ bị văng ra xa, cơ thể của cậu liên tục va chạm vào mấy gốc cây cổ thụ, dưới sự bảo vệ của áo giáp hài cốt, những gốc cây đó đều bị đánh phá. Cho tới khi Lâm Mặc Ngữ rơi vào bên dưới bức tường của chân núi, áo giáp hài cốt mà cậu vừa mới tạo lại một lần nữa bị vỡ, ở trên bức tường những vết sạn dạ nứt lan ra, để một vết hoắm sâu lớn ở trên đó, sóng xung kích bắn ra từ phía. Mọi thứ bình tĩnh trở lại, người của Lâm Mặc Ngữ trôi từ phía trên tường xuống. Dưới sự bảo vệ của áo giáp hài cốt và kỹ năng chuyển rời thương tổn, Lâm Mặc Ngữ mới có thể may mắn thoát chết trong đợt tấn công vừa rồi, mà quân đoàn khô lâu của cậu cũng không còn lại mấy nữa rồi. Hệ thống lúc này cũng hiện lên thông báo của lần thương vong lần này. 102 chiến binh khô lâu đã bị tiêu diệt, 58 pháp sư khô lâu đã bị tiêu diệt. Dù thương vong rất nhiều, nhưng vẫn có thể làm mới lại, nên Lâm Mặc Ngữ cũng không quan tâm lắm, giữ được cái mạng là tốt lắm rồi. Bất chợt, giọng nói của Mina bỗng vang lên bên tai cậu, "Ai nha, mạng của ngươi thật lớn, như vậy cũng không chết." Lâm Mặc Ngữ có chút giật mình, cậu đưa ánh mắt nhìn về phía mị ma Mina, mang theo thanh âm chế giễu, xem ra ngươi còn thảm hơn ta. Về phần Mina, cô ta giờ đây cũng không tốt hơn là bao, toàn thân cô ta hiện đầy vết thương, làm cho thân hình nóng bỏng của cô ta đã giảm kha khá sự quyến rũ, khí tức cũng yếu ớt hơn trước. Mina giơ cao trường thương trong tay, lạnh lùng cất tiếng, mặc kệ có thảm hay không, đủ để bóp chết ngươi là được rồi. Lâm Mặc Ngữ giơ lên mu bàn tay có nguyên thủy phù văn, rồi lạnh lùng đáp lời, Ngươi cứ thử xem, nói không chừng sẽ bị ta giết ngược lại đấy." Nội tâm của Lâm Mặc Ngữ lúc này rất tự tin, mặc dù bây giờ trong cậu ta có chút chật vật, nhưng ít ra không bị trọng thương. Số lượng Khô Lâu bị tổn thất dù khá lớn, nhưng cậu ta vẫn còn 8 nhánh quân đoàn Khô Lâu hoàn chỉnh khác, đặc biệt là kỹ năng cường binh còn chưa có sử dụng, không phải không có lực để đánh một trận. Mina nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Lâm Mặc Ngữ, vẻ mặt nghi hoặc, vì sao hắn ta lại tự tin như vậy, là ra vẻ sao? Nhưng khi Mina chú ý tới ký hiệu trên mu bàn tay của Lâm Mặc Ngữ, sắc mặt ả liền biến sắc, kỹ năng từ nguyên thủy phù văn đều rất mạnh mẽ, cô ta không thể không đề phòng. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Mặc Ngữ tự tin như vậy, Mina cũng có chút do dự, cô ta bị thương cũng khá nặng, thực lực không tới một nửa ở thời kỳ toàn thịnh. Bất chợt, một tia sáng đen bùng lên, một lối đi thời không bất ngờ xuất hiện bên cạnh Mina, lực hút mạnh mẽ kéo lấy Mina tiến vào lối đi, muốn mang cô ta rời đi, ả nhận ra thời gian đã đến. Đây là quy tắc của trường thí luyện tuyên cổ, không thể tiếp tục ở lại. Thu trường thương lại, sát khí tan biến hoàn toàn. Mina nở một nụ cười mê người nhìn về phía Lâm Mặc Ngữ cất tiếng, "Anh bạn nhỏ Lâm Mặc Ngữ, lần này tỷ tỷ không dẫn theo ngươi quay về nữa. Lần sau có cơ hội, ta sẽ đến tìm ngươi tiếp, ngươi phải bảo trọng, đừng để bị tên kia ăn mất đó." Giọng nói của cô ta không có chút sát khí nào, nghe càng giống người yêu đang dặn dò. Lâm Mặc Ngữ vốn là nam thẳng, người đàn ông cứng nhất năm, không để tâm đến lời nói đó, liền thẳng thắn đáp lời lần sau gặp lại ta sẽ giết người hi hi lần sau gặp lại tỷ tỷ nhất định sẽ ăn người trước trong tiếng cười duyên dáng mina bị hút vào lối đi thời không lâm mặc ngữ thở dài một cách nhẹ nhõm nếu không cần thiết hắn thật sự không muốn liều mạng với mina may mà không đánh nhau dù có kỹ năng cường binh của nguyên thủy phù văn cũng chưa chắc đã thắng được cô ta huống chi còn có một con loan điều viễn cổ cậu còn phải lo chạy trốn để giữ mạng nhưng mà ơ viễn cổ loan điều đâu rồi nó đi đâu vậy trên trời không có bóng dáng của loan điểu viễn cổ chỉ thấy một đoàn hắc hỏa diễm cháy hừng hực ở xa xa đó là hắc hỏa nơi thiên thạch rơi đập xuống nay đã biến thành biển lửa lâm mặc ngữ đánh liều tiến lại gần và thấy một cái hố khổng lồ đường kính hơn ngàn mét trong hố lửa cháy ngút trời hắc hỏa diễm thiêu đốt mặt đất có điều loan điểu viễn cổ đi đâu rồi sau một hồi tìm kiếm cuối cùng lâm mặc ngữ thấy bóng dáng của loan điểu viễn cổ trong biển lửa cậu sử dụng kỹ năng dò tìm loan điểu viễn cổ Boss cấp lãnh chúa đẳng cấp 62 trạng thái niết bàn trọng sinh hiện đang ở trạng thái vô địch không có thuộc tính chỉ có trạng thái một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh lâm mặc ngữ không chút do dự xoay người bỏ chạy trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý niệm chạy chạy ngay lập tức nếu chờ nó niết bàn xong ta sẽ không còn cơ hội chạy thoát nữa lâm mặc ngữ bỏ chạy thụt mạng biển lửa màu đen đang lan rộng tràn ra khỏi hố bắt đầu lan ra bên ngoài biển lửa càng lúc càng lan rộng tốc độ lan nhanh hơn chỉ trong khoảng 10 phút, biển lửa đã bao phủ một khu vực rộng 5.000 mét. Lâm Mặc Ngữ vừa chạy thụt mạng vừa tự nhủ chính mình, cuối cùng cũng thoát khỏi khu vực trung tâm. Tiếp theo có lẽ chính là khu an toàn rồi. Bất ngờ vào lúc này, từ trong biển lửa, một bóng dáng khổng lồ lao ra, phát ra tiếng kêu cao vút. Ngọn lửa sôi trào, bùng lên cao, kéo theo những vệt lửa dài màu đen. Loan điều viễn cổ đã hoàn thành quá trình niết bàn, giành lại cuộc sống mới. Nó bay lượn trên không, kêu vang không ngừng. Hai cánh vỗ vỗ, hắc hỏa bốc lên, nó đang tìm kiếm lâm mặc ngữ và mina lúc này mina đã trở về không gian hạ tầng lâm mặc ngữ cũng đã thoát khỏi khu vực trung tâm nó tìm một hồi không thấy dấu vết cuối cùng bay về phía sâu trong khu vực trung tâm lâm mặc ngữ chạy ra khỏi khu vực trung tâm chạy thêm vài ngàn mét mới dừng lại cậu thở dài nhẹ nhõm cuối cùng cũng an toàn boss bay về trung tâm khu vực trung tâm tạm thời an toàn rồi trước tiên hắn khôi phục quân đoàn vong linh của mình đã cũng không biết đám người kia chạy thoát chưa Lâm Mặc Ngữ tự nhủ phải nhớ tới mối thù này, viễn cổ loan điểu, sớm muộn gì ta cũng chém ngươi xuống. Hiện tại không đánh được thì tương lai sẽ quay lại đánh tiếp. Ở một nơi an toàn. Về phía cô nàng Mục Tiêm Tiêm, hiện tại cô ấy đang dùng đại trùy của mình đóng xuống một cái bia đá to tướng. Trên bia đá ghi dòng chữ, mộ anh hùng nhân tộc Lâm Mặc Ngữ, toàn thể kỵ sĩ đoàn dạ vũ công hội Già Lam Kính Lập. Mục Tiêm Tiêm dùng tất cả sức lực và tình cảm tôn kính của mình để lập bia mộ. Sau một lúc, cuối cùng cũng xong nhưng cô ấy vẫn chưa cam lòng mà bảo dạ vũ tỷ ta muốn tìm lại thi thể của lâm huynh đệ dạ vũ thở dài vẻ mặt buồn rầu đáp bên kia lửa lớn phong tỏa núi rồi e rằng đã không còn thi thể nữa rồi đừng buồn nữa các nhân tự có thiên tướng cậu ta có nhiều thủ đoạn như vậy biết đâu thật sự còn sống sót thì sao dù an ủi như vậy nhưng trong lòng dạ vũ thì đã phủ định lời nói của cô bây giờ ai thiếu niên anh hùng thật sự quá đáng tiếc mộc tiêm tiêm bất đắc dĩ ử một tiếng bất chợt một thành viên trong tổ đội hối hả chạy đến báo cáo dạ vũ tỷ gần đây phát hiện một phó bản có không ít long tộc và ác ma đang chạy đến đây nghe xong dạ vũ ngay tức khắc hét to ra lệnh chuẩn bị chiến đấu nửa giờ sau đi thêm một lúc lâm mặc ngữ đến khu vực trung tâm trước đó từ xa đã thấy một tảng đá lớn tảng đá cao khoảng vài mét bị người dùng vũ khí trẻ thành hình bia đá nhìn như một bia mộ một vật như thế xuất hiện trên trường thí luyện tuyên cổ thật đột ngột vì hiếu kỳ lâm mặc ngữ tiến đến gần và nhìn thấy trên đó khắc dòng chữ mộ anh hùng nhân tộc lâm mặc ngữ toàn thể kỵ sĩ đoàn dạ vũ công hội giả lam kính lập nhìn dòng chữ lâm mặc ngữ không biết phải nói gì cậu thầm nhủ những người này có phải là đồ ngốc không mình còn chưa chết mà lập cái mộ bia này chẳng phải là rủa mình chết sao ngay lập tức lâm mặc ngữ ra lệnh cho chiến binh khô lâu dùng đòn đánh cùng nộ chém nát bia mộ nhưng nghĩ lại có lẽ cũng không thể trách họ dù sao về sau bị tách ra mình cũng giải trừ chế độ quân đoàn dưới thế công khủng khiếp của loan điều viễn cổ đa số người không nghĩ rằng mình còn sống sót bất ngờ ở phía trên bầu trời có mấy vòng sáng màu tím cậu nhìn về phía vòng sáng tự hỏi đó là thiên địa dị tượng sao chẳng lẽ là phó bản ma long điện lâm mặc ngữ nhẹ giọng thốt lên rồi nhanh chóng chạy tới trong lòng tràn đầy mong chờ nhưng mỗi khi phó bản ma long điện xuất hiện đều dấy lên những trận đại chiến đội ngũ có thể đi vào ma long điện tất nhiên phải vượt qua nhiều trận chiến sở dĩ có thể như vậy bởi phó bản xuất hiện sẽ dẫn phát dị tượng mỗi lần dị tượng đều không giống nhau và thu hút rất nhiều nhân tộc ác ma và cả long tộc khi lâm mặc ngữ tới nơi thì đã nhìn thấy chức nghiệp giả nhân tộc áp ma thâm uyên chức nghiệp giả long tộc tình thế chân vạc cả ba phe đều không thiếu người đều đề phòng lẫn nhau không ai dám hành động thiếu suy nghĩ áp ma thâm uyên và long tộc đều nhìn chằm chằm vào nhân tộc không cho họ tiến vào phó bản tình trạng này kéo dài đến khi phó bản sắp biến mất tuy nhân tộc không thua kém bất kỳ phe nào nhưng không thể đối đầu cùng lúc với hai phe áp ma thâm uyên và long tộc cũng không muốn trực tiếp xung đột với nhân tộc vì bất kỳ bên nào bị tổn thất phe còn lại sẽ hưởng lợi thế là ba phe cứ rằng co như vậy. Lúc này, Mộc Tiêm Tiêm đột nhiên nghĩ tới Lâm Mặc Ngữ, nghĩ tới quân đoàn vong linh của Lâm Mặc Ngữ, cô lẩm bẩm, nếu như cậu ta ở đây, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Bất thình lình, từ phía sau, giọng nói lạnh lùng của Lâm Mặc Ngữ vang lên, các cô lui ra sau. Dạ Vũ và Mục Tiêm Tiêm đồng loạt quay người lại, trong lòng dậy sóng, sững sờ đến không thốt nên lời. Cả hai há hốc mồm, kinh ngạc đến tột độ, đồng thanh hỏi, cậu chưa chết sao? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé ủng hộ kinh phí edit dịch chuyện cho tim bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người chúc mọi người xem phim vui vẻ đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất